Chào mừng bà con cô bác đến với YouTube Xưởng Thiện Khánh Xuyên nha. Hôm nay rất là chiều cũng gần tối thì tranh thủ mượn chuyện xong rồi quay cho anh em bà con cô bác mình coi và máy Isuzu 4K H1, máy giá rẻ tốc độ mới về. Con này là 4K H1 ha. Này về được 6 con. Bây giờ bà con cô bác mình coi tham khảo dòng máy thì một số anh em thì cho rằng máy là máy Nhật, một số thì cho rằng máy là máy Trung Quốc, số thì cho máy là máy hợp tác. Thì theo em nghĩ thì anh em muốn cho thì cho, đơn giản vậy thôi à. Đó, đây là made in Japan nha em, dễ chịu lắm, ai muốn cho nó là gì cũng được, yêu cầu mình có bán có chạy ngon lành, giá rẻ hợp lý cho anh em xài là ok, còn nó là cái giống gì em không quan tâm. Đây là heo dầu của nó nha. Máy tinh này, mở đèn lát lên hơi trắng chứ không nó còn vàng lắm đó, vàng và mở lát heo béo còn vàng khè luôn. Máy tinh made in Japan vàng mát còn máy tinh luôn, mới về hồi trưa nha bà con, để đóng còn mới can xà beng luôn. Thì đầu cây thì dĩ nhiên nó mới lắm, nó đẹp lắm. Rồi sẽ có những anh em qua lựa chọn máy đẹp, rồi máy kế thì cái con xấu quắc. Xấu có nghĩa là xấu nhất trong bầy thôi nha, chứ không phải là xấu thậm tệ nha. Đây em lựa con máy nào nó cũng đẹp hết trơn á, dĩ nhiên thì con chênh lệch chút xíu. Được này nó mất cái kia, đó là dĩ nhiên nha, được này mất kia là dĩ nhiên nha. Cái này chắc bị nước mặn quá, bị gãy trang này sẽ bị sẽ em rửa lại. Này là mới về chưa vệ sinh luôn chưa, quay còn máy tinh nữa chưa, không sạch sẽ, sạch như mới. Đây chân bác còn máy tinh luôn, mở chân trong coi thế nó làm sao, sạch sẽ. Turbo này của IHI này, này lúc em đem về chạy máy nó bị cọ với nhau. Máy tinh. Máy này máy cũng máy tinh da băng luôn nha. Hơi khó thấy chút, tối quá. Dòng tốc độ giá rẻ. Hôm nay thì tệ của Trung Quốc lên giá một chút xíu. Máy tinh. Turbo đó. Chưa có bị sét. Máy đen rồi thôi. Con này đẹp hơn con trước chút. Sạch. Máy tinh. Con này con thứ ba nè, heo em đây heo của Nhật, made in Japan nha, made in Japan, nhưng mà dòng máy này mình mua tại của Trung Quốc. Máy tinh. Con này thì hơi đục hơn. Turbo đều ES hay ES. Một cái H1. Đây là H4. Heo này thì hơi xấu nha. Để dơ quá. Hay là heo của Nhật giờ quá, máy đẹp lắm á, máy đẹp lắm luôn á, tại vì heo này là heo điện rồi nó lắp cho mình là heo cơ á, chứ không phải là heo này heo xin của nó nha, không phải nha anh em. Chốt ốc nhà thè
Đây còn vàng dữ lắm luôn á. Máy máy tinh. Bác. Khói đây nè. Còn chưa nổ nè. Con này vàng trong khá sạch đó. Rồi camera đây nè. Turbo này chưa có nổ xét luôn, nó bị đen rồi thôi. Nhầm con thì nói cho rõ là máy thì số thì hết liên hệ, còn số thì đâm đụng này kia rồi người ta bỏ. Con này ngon sạch thì sạch, thì nhiều khi chủ người ta chạy ít hoặc là người ta xài nhất xịn, người ta kỹ thay nhất thường xuyên. Ken sao bay mấy tên à? Máy rất là mới luôn á, đều là heo của Gia Băng luôn nha. Đây máy tinh, heo sạc máy tinh nha. Chút khói nữa nè. Đẹp lắm nha. Dòng máy tốc độ cao giá rẻ, đầu 95 ly 110 ngựa. Còn đây là máy này của chuẩn bị chốt gì cho anh Văn chạy ở dòng Điền Kiên Giang. Con máy này em chuẩn bị độ cho em nó là vô luộc nè. Như vô luộc không à, vô luộc dàn cầu sắt, tay cầm chụp bánh chớn inox hết, phần đầu inox và nhờ dĩ dàn cầu là sắt thôi. Đây là phần trong của nó, phần trong này nó rất là sạch luôn nha. Này em có xúc rửa hay bất cứ gì chưa, nó gì luôn nè. Đây là phần heo đó nha, này con này chưa vệ sinh, con bé cũng rất là mới luôn. Này chưa xin dọn ra rất là mới luôn, mới tháo đồ ra thôi. Về anh Văn chạy ở dòng Viện Kiên Giang, về chở máy bay phun thuốc trừ sâu phục vụ nông nghiệp. Mấy cái dạng cái xương này nó còn rất là mới luôn á. Rồi clip em xin được phép dừng tại đây ha. Và con cô bác nào nhu cầu sử dụng máy thì cứ alo liên hệ em, số điện thoại của em là 0918782120. Máy gì rất nhiều. Cảm ơn bà con nha.